Ngày 19 tháng 11, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành mời ông Huỳnh Ngọc Cờ, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, lên làm việc lấy lời khai về hành vi đánh nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 gãy xương hàm. Theo đó, tối 16 tháng 11, bé trai L, 9 tuổi, con trai của ông Cờ, được gia đình đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám do bị bệnh suyễn. Trong lúc bệnh nhi được chờ phun khí dung sát bên phòng lưu bệnh, bệnh nhi đã lên giường trống của giường lưu bệnh nằm. Tiếp đó, một bệnh nhi bị bệnh nặng nhập viện nên nữ điều dưỡng tên huyện đã trao đổi với gia đình bệnh nhi L. Là theo quy định của bệnh viện, bệnh nhi chờ phun khí dung không được nằm vào giường lưu bệnh. Đồng thời, nữ điều dưỡng mong gia đình bệnh nhi L nhường giường cho bệnh nhi bị nặng để theo dõi tình trạng bệnh. Hình ảnh vụ việc từ camera an ninh của bệnh viện. Lúc này, bé L xuống ngay nhưng mẹ bé lại phản đối. Nữ điều dưỡng huyện đã giải thích quy định và nói gia đình đưa bé ra ghế ngồi chờ tới lượt phun khí dung tiếp theo. Bất ngờ, ông Cờ xông tới đánh vào mặt nữ điều dưỡng huyện khiến bị thương. Sự việc được báo cho bảo vệ của bệnh viện. Nữ điều dưỡng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 115. Bảo vệ bệnh viện đã yêu cầu ông Cờ ra phòng bảo vệ làm việc nhưng người này không chịu ra nên đã báo công an. Công an phường 10, quận 10 có mặt làm việc với ông Cờ, thì ông này mới chịu xin lỗi nữ điều dưỡng huyện. Về phần nữ điều dưỡng cấp cứu chẩn đoán là chấn thương vùng hàm mặt, gãy xương hàm. Sau khi làm xong hồ sơ ban đầu vụ việc, công an phường 10 đã chuyển giao cho công an quận 10. Sáng 19 tháng 11, công an quận 10 đã tiếp nhận đơn phía bệnh viện Nhi Đồng 1 yêu cầu làm rõ vụ việc ông Cờ hành hung nữ điều dưỡng. Công an đã mời ông Cờ lên làm việc.